Thứ bảy thì ngâm Đức Chúa Giêsu nơi tòa án Phi-la-tô. Khi công nghị dài, Đức Chúa Giêsu đến tòa án quan Phi-la-tô thì họ bắt đầu tố cáo rằng: chúng tôi thấy người này xúi dục dân nổi loạn, ngăn cản đọc thuê cho hoàng đế và tự xưng mình là Kitô vua. Sau khi đã thẩm vấn Đức Chúa Giêsu, quan Phi-la-tô nói với dân chúng rằng: ta không thấy người này có tội. Nhưng họ cố nén rằng: người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy cấp sư Giu-đê-a bắt đầu từ Ga-li-lê. Khi biết Đức Chúa Giêsu thuộc quyền vua Hê-rô-đê thì quan sai dài ngài đến nhà vua. Nhưng vua Hê-rô-đê cùng cung linh khinh dễ và nhào báng ngài. Khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện, một kinh lạy cha, một kinh kinh mừng, đoạn ta hãy nguyện rằng: lạy Đức Chúa Giêsu, nhờ máu ngài đổ ra trên thập giá, xin cho chúng con được cảm thấy hạnh phúc mỗi khi chia sẻ số phận với Chúa trong đau thương, nghèo khổ, sỉ nhục vì Chúa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha thì Đức Chúa Trời.